Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chuyện làng La Nguyên của tác giả Phương Lê, một câu chuyện rất hay. Chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trong làn mưa xuân lất phất bay, Khánh chậm ngâm đứng trước đầu cầu phía bên kia Thái Bình, bắc qua dòng sông nhìn về làng La Nguyên. Bồi hồi nhớ lại trong suốt thời thơ ấu, nhà anh ở trong lòng La Nguyên, nhưng cả tuổi thơ gắn bó với dòng sông khi bố anh còn có con thuyền cắt nhỏ đúc bằng bê tông từ hơn 30 năm về trước. Thế rồi thời thế thế thời xô đẩy, cả nhà của anh đều không sống ở quê. Ngôi nhà cũ xưa kia chỉ có bà nội. Gia đình có nhiều biến cố liên miên xảy ra, đến mấy năm anh mới trở về quê. Lý do chính là sức khỏe của bà nội ngày càng sa sút. Tranh thủ những ngày bà còn khỏe, còn minh mẫn, ở với bà thêm được ngày nào hay ngày ấy. Đứng ở đây nhìn xuống dòng sông ngày còn nhỏ, anh vô cùng háo hức khi được bố cho lên chiếc thuyền cát đúc bằng xi măng, dòng theo bờ sông để xúc cát. Đêm nằm trên thuyền nghe tiếng sóng đánh vào thân thuyền ì ọp, lại được ngắm nhìn những bãi ngô nương dâu xanh mướt tầm mắt ở hai bên rìa bờ sông. Mỗi sáng thức dậy hay bắt gặp những làn hơi nước mỏng nhẹ như một chiếc khăn voan khổng lồ trải dài vô tận trên mặt sông. Ẩn hiện sau màn sương ấy là gia đình thuyền trài sống chèn chúc trên chiếc thuyền nan chật hẹp, bám vào sản vật cá tôm của dòng sông như một bầu sứ mẹ ban tặng. Xuôi dòng nhìn về làng La Nguyên, chợ bến đò nằm dưới tán cây đa cổ thụ. Không biết cây đa được trồng từ thời nào, cây đa vẫn còn nhưng chợ và bến đò rời đi nơi khác khi cây cầu nối sang Thái Bình được xây dựng. Giờ đây đứng ở bên đầu cầu nhìn sang bên làng La Nguyên đã thay đổi, không còn chắc chở đỏ giang như trước. Con đường được xây dựng, xây cầu bắc qua sông, giao thông thông suốt, từ bên này chạy xe chỉ mất tầm 5 phút. Con đò không còn nằm im bên bến vắng, xóm chợ bớt nhộn nhịp vắng tiếng người đi lại. Dòng sông quê oằn mình với phát triển của xã hội, giờ đây người ta không còn khai thác dòng sông thủ công như ngày xưa bố anh khai thác. Họ có những tàu hút cát, những xà lan lớn hút cạn kiệt cả dòng sông. Không những vậy, rác thải sinh hoạt và cả nước thải và rác thải công nghiệp đều đổ ra sông. Rác thải nổi lênh bềnh theo dòng nước, nhưng dòng sông vẫn rất đỗi hiền dịu. Con sông tuổi thơ anh từng đắm mình trong làn nước mát, như có cả làn roi của mẹ trong những buổi trưa trốn ngủ đi tắm sông. Với những lời đe dọa thuồng luồng hà bá nút người, bà sợ một nỗi sợ vu vơ, chồng của bà đang làm nghề moi ruột của hà bá. Nhưng Khánh lại chẳng bao giờ để tâm đến nỗi sợ của mẹ. Khánh nghĩ, giờ dưới dòng sông này chắc chẳng còn chiếc thuyền chài nào buông lưới vào mỗi mùa xuân có từng đàn cá mòi. Người ta ví con mề con chim ngói từ biển bơi về đây đẻ trứng, đó là thứ đặc sản quê anh. Chưa dứt dòng suy nghĩ, đưa ánh mắt nhìn xuống dòng ở phía bên bờ này, một chiếc thuyền nan vẫn còn đang giăng lưới sát bờ kè với những con cá mòi lấp lánh ánh bạc. Có tiếng chuông điện thoại của Khánh vang lên. Dạ, cháu đang ở bên kia cầu bên Thái Bình. Dạ, sao? Cái thằng Quốc nó chết, người ta vừa phát hiện à? Vâng, cháu về ngay. Khánh bừng tỉnh vội vàng cúp máy bỏ vào túi quần. Chiếc xe Honda đổ máy qua cầu hướng về làng. Một người đàn ông râu tóc xồm xoàm chèo chiếc thuyền chài ở bên này bờ vô tình thu lưới, chở mũi qua sông nhằm làng La Nguyên hướng đến. Những con tàu lớn hút cát từ sông đổ lên bãi làng La Nguyên. Quốc, người em họ gần của Khánh, chính là chủ nhân của một trong những con tàu. Hàng ngày vẫn hút cát ở lòng sông đổ lên bãi để bán cho những công ty xây dựng. Công việc này Quốc kế nghiệm từ ông Nghĩa, người ngày xưa từng làm chung thuyền cát với bố Khánh. Bố của anh, ông Hưng thì từ bỏ, còn ông Nghĩa vẫn tiếp tục truyền cho Quốc
biến gã trở thành người giàu nhất làng La Nguyên. Thế mà chẳng hiểu tại sao tai họa liên miên đổ xuống gia đình của gã. Quốc người cuối cùng ra đi, một gia đình bề thế giàu có phải đến bi kịch tuyệt tử tuyệt tôn. Thằng Quốc nó bị làm sao đi bà? Vừa dừng chiếc xe Honda trước cửa, bước vào nhà, Khánh vội vàng hỏi bà Việt, bà nội của anh. Vừa nãy thằng Quốc nó bị làm sao mà mất hả bà? Bà Việt nay đã ngoài 80, mái tóc trên đầu bạc trắng như cước. Bà cũng chẳng còn khỏe, chỉ ngồi một chỗ, nhưng trí nhớ thì vẫn còn minh mẫn. Thằng Hanh nó đi vớt giỏ tôm, thấy nó chết đuối ở cái ao sau nhà. Cháu vợ nhà nó xem tình hình thế nào, dù sao thì cũng là anh em họ hàng với nhau. Cháu không về không biết thì thôi, nhưng mà ở nhà không thể làm ngơ, việc của người ta rồi đến việc của nhà mình nữa chứ. Khánh liền gật đầu nói, dạ giờ cháu đi ngay. Đến là khổ, mẹ mất chẳng biết đã qua trăm ngày chưa, bây giờ để đến lượt con. Bà Viện buông tiếng thở dài khi tiếng của xe Honda do Khánh điều khiển khuất dần. Khánh điều khiển chiếc xe Honda chạy theo trí nhớ về cuối làng La Nguyên. Trong trí nhớ của anh từ ngày xa xưa, phía sau nhà Quốc có một chiếc ao khá rộng nhưng không sâu. Có một lớp bùn dày để trồng cần, trồng ấu và gieo cấy loại nếp dâu. Cả Khánh và Quốc và những đứa trẻ trong làng La Nguyên sống gần sông, bám vào dòng sông như Quốc, làm sao có thể chết đuối trong chiếc ao nông như cái chậu. Biển Đông không chết, chết vũng châu đầm, không khéo lại thành chuyện tiếu lâm cho người làng La Nguyên. Khánh dừng xe trước cổng ngỡ ngàng nhìn ngôi biệt thự mới xây theo kiểu Nhật, nằm sâu trong vườn nhãn đang trổ mùa hoa màu vàng ruộm. Người làng nói Quốc giàu, nhưng giờ anh mới tận mắt chứng kiến, một thoáng sững sờ về ngôi biệt thự lớn nguy nga trắng lệ. Tiếng người gọi nhau ầm ầm trong sân làm cho Khánh bừng tỉnh. Khánh điều khiển chiếc Honda chạy qua chiếc cổng bằng xi măng trải dài vào bên trong, sát đến gần chiếc cổng inox sáng bóng. Tiếng phanh xe Honda đột nhiên dừng lại, toàn thân của anh lạnh toát như vừa bị trúng gió. Đôi mắt của Khánh hoa lên nhìn xuống, anh có cảm giác bánh trước của chiếc xe máy đã chạm lên một vật gì đó. Một đứa bé còn đỏ hòn đang ngọ quẹ ngay dưới bánh xe. Chiếc xe Honda đổ vật xuống. Sao vậy? Một người đàn ông đi ra dựng chiếc xe Honda lên cho Khánh rồi hỏi. Dạ không sao đâu, tự nhiên cháu cảm thấy choáng một chút. Ma quỷ! Ông buột miệng. Chỗ này nhiều người bị dọa đổ xe lắm. Không có sao đâu, nó chỉ dọa vậy thôi. Ông nhìn xuống chỗ xe đổ, những vết nứt như những mạch máu hằn chẳng chịt trên thềm bê tông rồi khẽ lắc đầu. Tiếng của mấy người bên trong nhà của Quốc òm òm vọng ra. Cô để cho nó vào nhà hay là cứ để nằm ở ngoài sân? Cho nó vào nhà chứ, sao lại để ở ngoài sân được? Người ta kiêng không mang người chết đuối vào nhà, sợ xui rủi đấy ông biết không? Trời đất ơi! Giờ ông xem nhà nó còn ai nữa mà xui rủi? Ông Nghĩa mất rồi, bà mất không biết trăm ngày chưa? Con chưa có vợ thì bỏ đi. Anh em không còn ai nữa, xui với chả rủi. Nhà nó xây thì cứ mang nó vào nhà. Người đàn ông quả quyết. Ai gọi người sang tắm rửa cho nó đi? Đầu óc toàn thân toàn bùn thế này sao mà niệm? Tôi chưa bao giờ thấy cái vụ chết đuối nào mà kỳ lạ như vậy. Cứ như là có người dìm đầu nó xuống bùn vậy đó. Ai gọi cho cái bà Hải ở Hà Nội về chưa? Nhà nó giờ còn mỗi bà ấy là thân thiết. Rồi rồi, ông không cần phải lo. Người ta gọi rồi. Vợ chồng bà ấy đang về. Bà ấy bảo là chăm sự nhà họ Mạc làng xóm láng giềng. Ông Khâm đâu, ông Khâm đâu? Ông ấy đã sang chưa? Mẹ kiếp tôi mà nhớ ông Khâm thì tôi dí vào. Lúc nó còn sống nó bạc như vôi ấy. Một người đàn ông văng tục khi có người nhắc đến tên của ông Khâm. Bây giờ nó chết rồi. Hàng xóm láng giềng không gọi nhau thì biết gọi ai. Trách ai không trách, sao trách người chết. Nó chết xong phần nó, thế nhưng mà người sống còn phải nhìn mặt nhau để sống. Nó ăn ở phúc nó đã trả chết. Chắc gì đã phải cậy nhờ đến nay. Người đàn ông vừa buông tiếng chửi thề chẳng nói chẳng rằng, bỏ lại Khánh đứng đó rồi đi thẳng vào trong nhà. Khánh đưa mắt nhìn xuống thềm xi măng kỹ một lần, rồi dắt xe Honda vào sân sau dựng vào một góc. Khánh mới từ từ bước vào. Có mấy người nhớ mặt của anh, nhớ tên, còn một vài người khác thì không. Khánh lén nhìn thấy Quốc toàn thân cứng đờ ướt đẫm, nằm trên một chiếc chiếu trải trên bậc thềm trước nhà. Tuy lớp bùn đen đã gột rửa phần nào, nhưng vẫn còn vương lại trong lỗ mũi lỗ tai, thứ nước đen nhẹ nhẹ vẫn còn rỉ ra.
Khánh không dám nhìn lâu, chỉ dám lướt rồi quay ra ngoài. Một người khác từ trong nhà ôm chiếc chăn nhung phủ kín lên cơ thể của Quốc. Cháu về lâu chưa? Ông Khâm từ bên hàng xóm tất tả chạy sang nhìn Khánh ông vội hỏi. Cháu mới về. Sáng nay vừa sang bên kia Thái Bình, bà cháu gọi về có chuyện. Khánh cúi đầu chào, chớp miệng nhìn vào bên trong chiếc chăn nhung màu đỏ đã phủ kín lên cơ thể của Quốc. May quá. Thừa tiện cháu về cháu cùng họ học chung, tinh trưởng nam trực kệ cháu là anh nó. Cháu đứng lên làm vì lo liệu cho nó. Nhưng mà... Khánh hoảng hốt, nhưng trong đầu của anh điểm lại thì ông Khâm nói đúng. Hơn nữa nghĩa tử là nghĩa tận, thoái thác không đành. Dạ vâng. Anh đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ông Khâm, vào đây tôi nhờ cái này. Người đàn ông vẫy tay gọi lại chút đặt Quốc nằm. Cái gì thế? Bây giờ ông tắm cho nó nha. Vừa người ta rửa qua rồi, thế nhưng mà trong tay miệng mũi vẫn còn nguyên bùn đấy. Nói mấy người rồi nhưng mà không quay làm, cứ để vậy chôn thì tội nghiệp cho nó. Ông Khâm suy nghĩ giây lát, nhìn vào thằng Quốc còn đang phủ chiếc chăn nhung màu đỏ lên, gật đầu đồng ý. Ông cứ bảo người ta bắt giạp đi, công an họ làm xong phận sự của họ, tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó. Ông nhờ ai đun giúp tôi nổi nước lá thơm thật lớn. Người đàn ông vui vẻ như cởi được tấm lòng, vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Tưởng ông bảo cái chuyện gì? Cái chuyện đó đơn giản, tôi bảo người ta làm ngay. Giạp đã bắt lên, công an cũng mời đến, họ xác nhận Quốc chết không phải do ngoại lực hay có người mưu sát. Nhưng họ cũng không giải thích tại sao Quốc như bị vùi đầu xuống bùn. Họ phỏng đoán có lẽ chỉ là do tai nạn trúng gió và lao đầu xuống. Thật may có người đánh lươn đến sớm phát hiện được, chứ không may chết thối cũng chẳng ai biết. Khánh đứng ngoài không dám nhìn vào chỗ ông Khâm và vài người đàn ông khác đang tắm rửa lại cho Quốc lần cuối. Thi thoảng anh đưa mắt nhìn lên ba di ảnh của một gia đình xếp gần nhau, thoang thoảng trong làn khói hương. Đứng trong đám rất đông người, anh cảm thấy rợn lạnh, không phải vì ba bức ảnh trên bàn thờ hay cái xác của Quốc, mà nơi chiếc xe Honda của anh đổ vật xuống chiếc cầm. Đến anh vẫn còn có cảm tưởng như bánh của chiếc xe đã chèn lên cơ thể sư sinh đỏ hòn nằm ở đó. Thi thoảng đôi mắt của anh vẫn ngước ra đó tìm kiếm trong đàn mưa bụi nhạt nhòa. Vợ chồng của bà Hải, cô ruột của Quốc cũng về khi mọi chuyện cơ bản đã hoàn tất, chỉ đợi giờ tốt để liệm cho Quốc là xong. Có điều Khánh ở đây từ sáng cho đến tận gần chiều muộn, nhưng không thấy mặt mũi Thơm vợ Quốc đâu. Thi thoảng có vài người nhắc đến Khánh mới biết Quốc có vợ, nhưng sau khi bà Trinh mẹ Quốc mất thì Thơm cũng bỏ về nhà mẹ đẻ. Trời sang chiều bà Hải mới đi đến bên bảo Khánh. Cháu chở cô sang thăm bà một chút, về nghỉ ngơi tối lại qua. Nghe mọi người nói cháu tất bật ở đây lo cho em từ sáng đến giờ. Khánh nhìn bà Hải giây lát rồi gật đầu. Dạ, để cháu đưa cô đi. Bà Hải theo sau ra xe. Chẳng hiểu sao bà Khánh dắt xe đến gần cổng qua chỗ mình vừa ngã hồi sáng mới dám lên xe để nổ máy, chờ đợi bà Hải lên sau. Chiếc xe Honda Khánh điều khiển xa dần ngôi biệt thự nhà Quốc. Tắm rửa nghỉ ngơi xong, lấy laptop ra phòng khách ngồi, anh mới nghe bà Việt thắc mắc. Sao ngày ấy nó chưa có vợ con, sao để nó đi chôn cất hài nhi hả cô? Gương mặt của bà Việt đầy ngạc nhiên. Bởi thế mới có chuyện mà nói. Thế nhưng người ta đặt trước cổng nhà nó, nhưng mà bác nghĩ xem nếu mà nó không mang đi thì ai mang? Cái lúc ấy có ai nghĩ đến hậu quả của hôm nay? Nhân quả đến rồi người ta mới ngớ người ra. Vừa nghe thấy hài nhi trước cổng, Khánh liền giật mình tợn lạnh. Trong cái óc của anh nghĩ đến ngay hình ảnh của đứa trẻ sơ sinh nằm khóc trước bánh xe Honda anh đã chẹn lên. Gương mặt của anh tái xanh cứng đờ, trong khi bà Hải tiếp tục giải bày. Bác nghĩ xem, cái thằng Quốc nó lấy con Thơm gần 5 năm nay, mãi không có con. Hai vợ chồng đi khám chạy chữa khắp nơi không ra bệnh tật. Ai mách thầy nào cũng đi, thuốc nào cũng uống, tốn tiền mọi thứ vẫn vậy. Bên nhà cô Trinh đếm từng ngày để có cháu, mong như là nắng hạn gặp mưa rào nhưng nào có được đâu. Ngày cô Trinh chưa mất còn bảo là nếu con Thơm vợ thằng Quốc không có con, cô ấy có chết cũng không nhắm được mắt. Thế chẳng may hai mẹ con lại đi cách nhau hơn 100 ngày. Trước đây nhà cô Trinh trong làng La Nguyên, ai cũng nghĩ là sáng láng nhất làng. Thế mà đùng một cái, có ai ngờ bây giờ lại lâm vào cái cảnh tuyệt tử tuyệt tôn.
Đúng là phúc họa không ai nói trước được. Ở trên Hà Nội trong nghe người ta bảo nhà cô Trinh bị trùng tang. Ở đây thì cũng nghe dân làng đồn như thế. Còn âm âm dương dương chẳng biết thực hư thế nào. Sức khỏe sụt giảm lâu rồi tôi không vào trong làng. Sợ tiện cô về tôi mới dám mở lời. Nói ra thì người ta lại bảo là bà già nhiều chuyện. Bà Hải nói giọng buồn bã rồi khép buông tiếng thở dài. Tiếng kèn đám ma từ trong nhà của Quốc phía cuối làng bắt đầu nổi lên, văng vọng đến mỗi lúc một thê lương réo sắt. Bà Hải tiếp lời không ai để ý đến gương mặt không có chút thần sắc của Khánh. Đúng mỗi nhà, mỗi cây tội, cây nợ, chẳng nhà nào giống nhà nào. Mấy năm trước cứ thấy cái thằng Quốc lấy được con Thơm là được phúc, thế nhưng mà lại là cái họa. Cũng chẳng phải đâu bác ạ. Cái chuyện nó đã xảy ra trước đó. Cháu là cô ruột của nó, thế nhưng ở xa cũng bị bõm nghe câu được câu mất. Giờ mọi việc đã đổ bể nói ra có khi còn phức tạp hơn. Bà Việt lúc này gặng hỏi. Nhưng mà rồi năm ấy cô có biết ai đã vứt xác đứa trẻ trước cổng nhà cô Trinh không? Sao chúng nó lại ác thế? Đẻ ra không nuôi được ấy thì gửi lên chùa. Vứt trước cổng nhà người ta rét buốt thế này. Người lớn đã bỏ ra còn chết huống chi là trẻ sơ sinh qua đêm. Biết, chắc biết à, không có gì. Đến bây giờ có ai biết cái Hải Nhi ấy là của ai đâu. Cháu nghe cô Trinh nói khi thằng Quốc ra đến nơi thì nó đã tím dịt chết từ lâu. Nghĩ nhà cô Trinh cũng lạ. Nghe tiếng trẻ con khóc cả đêm hôm ấy mà cứ ở lì trong nhà không có ra. Cũng chẳng ai cúng bái cái gì cả. Chôn một con người cứ như là chôn con vật vậy. Sau này khi mà sự việc không thể cứu vãn nổi, cô Trinh mới đi cúng vái khắp nơi, thế nhưng mà mọi thứ lúc này muộn cả rồi. Bà Hải vội vàng chối đây đẩy. Có lẽ bà biết đã lỡ lời nói ra điều mà bà không nên nói, cho nên đành lảng sang chuyện khác. Nãy giờ Khánh ngồi trước màn hình laptop, ai đang ngưng gõ từ lâu, chăm chú lắng nghe câu chuyện của bà Hải, bà hàng xóm với bà nội của anh. Câu chuyện đang một lúc cao trào thì đột nhiên dừng lại. Thôi, cháu ra xăm bác, bây giờ cháu vào trong nhà nó. Nhà không có người, cô lại ngồi ở đây lâu quá rồi. Bà Việt ngạc nhiên vì câu chuyện còn đang dang dở cho nên bảo. Cô vừa từ Hà Nội về, lâu mới sang chơi ngồi vừa ấm chỗ. Bác cháu đã nói được câu gì đâu. Việc gì phải vội vàng như vậy. Ngồi đây chơi để lát nữa cái thằng Khánh nó chở cô vào, đi bộ đến bao giờ. Phiền hà có một đoạn đường nhiều nhạn gì đâu, cháu đi bộ được. Nó tất bật trong đám từ sáng đến giờ cho nó nghỉ ngơi một chút. Đến tối nó lại phải vào đấy. Khánh như bừng tỉnh quay sang bảo bà Hải. Để cháu chờ cô đi. Bà Hải liền xua tay đứng dậy. Có gì tối cháu ra. Cháu còn ở đám thằng Quốc đến chiều mai mới lên Hà Nội. Bà Hải vội vã bước ra cửa không ngoảnh đầu trở lại. Khiến cho Khánh và bà Việt ngồi chưng hửng. Nhưng nó làm cho Khánh thêm tò mò những câu chuyện anh vô tình nghe được trong đám tang của Quốc suốt từ sáng cho đến bây giờ. Nhất là câu chuyện vừa nãy từ bà Hải, cô ruột của Quốc. Trước đây tụi cháu không ưa nhau, nhưng mà cùng làng, cùng họ, lại là bạn bè đồng môn cùng học với nhau. Sáng nay đến nhà nhìn như vậy mà làm ngơ cháu không có đành. Bà Việt bảo Khánh liền giật mình. Nếu không biết thì thôi, tiện về biết cho nên là đến phụ giúp gia đình. Nhà nó bây giờ neo người đến xem giúp được gì thì giúp. Theo họ cháu là con anh nó, họ gần, không đến dân làng người ta chửi cho. Bà Việt định nhắc lại quan hệ họ hàng, nhưng Khánh cô nói sang chuyện khác. Chuyện nhà Quốc là thế nào vậy bà? Cháu vừa nghe bà nói chuyện với cô Hải, ở trong nhà Quốc sáng nay đang nghe người ta bàn tán, thế nhưng mà không hiểu gì cả. Anh gặng hỏi, bà Việt liền buông tiếng thở dài. Chuyện nó dài lắm, mấy năm tưởng người làng đã quên hết, thế nhưng mà mẹ chết con chết cách nhau có trăm ngày. Lần giờ lại người ta thấy ngày cô Trinh mất, đúng ngày cô ấy phát hiện xác của Hải Nhi đặt ở chiếc cấm. Lâu rồi cháu không có về làng cho nên là không có biết. Còn cô Hải có thể cô ấy biết, thế nhưng mà cô ấy giấu. Sao không biết được cô ấy còn là cô ruột của thằng Quốc kia mà. Người làng La Nguyên bảo là vong ám Hải Nhi. Người thì bảo nhà cô Trinh bị quả báo ác ngầm. Bề ngoài thì luôn tỏ ra hiền lành tử tế, thế nhưng mà trong bụng không ai biết đâu mà lần. Ác ngầm? Khánh liền vội hỏi lại, cô Trinh? Bà Việt lúc này liền gật đầu nói,
Bà nghe người làng La Nguyên đồn là như vậy. Người đầu làng, người cuối làng mấy năm nay, có sự lệ quan trọng lắm bà mới ra khỏi nhà. Chuyện thực hư như thế nào chắc chỉ có ông Khâm và bà Hải, cô ruột nó, là rõ. Nhà ông ấy kế ngay bên cạnh nhà cô Trinh, cho nên chuyện gì xảy ra ông ấy chẳng biết. Thế nhưng mà có điều là người hiền lành lại kín tiếng, cho nên không mấy khi ông ấy bộc bạch những cái chuyện ông ấy nhìn thấy, nghe được vì ai. Người ta còn đồn nọ đồn kia cũng chỉ là lời đồn thôi. Còn có người hỏi đến ông ấy chỉ im lặng. Khánh im lặng trong giây lát. Thằng Quốc nó còn buôn bán cát sỏi vật liệu ngoài sông không bà? Ồ hay, còn không làm cái nghề ấy ở quê mình thì làm cái gì? Cháu hỏi như là người trên trời rơi xuống vậy. Bố nó chuyển cho nó sao mà nó bỏ được. Rồi tiếng của bà lại thở dài thườn thượt. Trước đây dân làng La Nguyên này nguyền rủa ăn của Hà Bá mới khá giả như vậy. Giờ thì hết rồi, hết thật. Tiền bạc nhiều để mà làm gì? Nghĩ cũng may, bố mày dừng lại đưa vợ con bỏ đi biệt xứ. Chứ cứ bám lấy đấy chắc cũng chẳng khác được đâu. Khánh liền lắc đầu đáp. Cháu nghĩ chẳng phải đâu bà. Bà nghĩ xem, không lẽ ai khai thác cát ở ngoài sông đều nhận quả báo? Làm gì có cái chuyện ấy. Cháu đang nghĩ đến cái chuyện khác cơ. Chẳng qua là chuyện không may xảy đến, cho nên người ta cố tìm đủ mọi lý do để mà bám víu. Hơn nữa nhà thằng Quốc giàu nhất làng, cho nên người ta sinh ra ghen ăn tức ở. Bây giờ dậu đổ vấy đổ vá lên gia đình của nó, thêu dệt đủ mọi chuyện không biết đâu mà lần. Bà Viện im lặng, Khánh cũng ngồi thẫn thờ. Giờ đây trong trí óc của anh chỉ nghĩ đến hình ảnh Hải Nhi còn đò hòn đặt ở trước cầm. Anh bị ám ảnh trong trí tưởng tượng thì bánh chiếc xe Honda đã cán lên nó. Giờ đây chỉ còn tiếng kèn đám ma từ cuối làng La Nguyên theo gió vọng đến. Khánh đứng dậy. Thôi cho vợ trong nhà nó còn bộn bề công việc. Bà Viện liền gật gù. À tôi cô Hải có ra, thì cháu chờ cô ấy ra cổng. Nhà có đám dỗ lấy đâu chỗ mà nghỉ. Dạ để cháu chạy nhanh xem giờ cô ấy đã vào đến nơi chưa. Khánh vội vã đi ra chiếc Honda dựng ngoài sân, nổ máy phóng đi theo hướng tiếng kèn đám ma trong lất phất những hạt mưa chiều cuối xuân lạnh giá. Chiếc xe Honda do Khánh điều khiển đến giữa làng, thấp thoáng thấy bóng dáng của bà Hải đi phía trước. Chiếc xe dừng lại sát bên bà Hải rồi nói. Cô lên xe đi cháu chờ vào, cháu cũng vào đám của thằng Quốc. Bà ngớ người trong giây lát rồi gật đầu ngồi sau xe của Khánh. Bà cháu bảo là cháu vào xem phụ được gì thì phụ. Tôi có gì đưa cô về nhà bà cháu nghỉ. Trong đám đông người vậy không có chỗ nằm lại, vạ vật cả đêm làm gì. À, bà cháu nghĩ vậy là phải. Nghĩa tử là nghĩa tận. Còn những lúc như thế này anh em họ mạc làng xóm láng giềng mới cần đến nhau. Những cái ngày thường thì mạnh ai nấy sống. Dạ, à cô, xe nhà thằng Quốc chỉ còn cái Thơm vợ nó đúng không? Không, không còn ai. Không biết chồng nó chết nó có về không nữa. Giọng của bà Hải buồn bã khiến cho Khánh giật mình. Cháu mới về cho nên là không biết chuyện gì xảy ra. Vì hồi sáng thì nghe tin Quốc nó chết đuối ở cái ao trước nhà đêm hôm trước. Sáng ra anh Hanh đi đánh giỏ tôi mới phát hiện ra. Cháu thấy làm lạ vì hồi bé Quốc nó thuộc loại bơi giỏi nhất làng. Cái ao nhà nó cháu biết trước đây còn gieo mạ được, thì làm sao có cái chuyện chết đuối ở đó. Nó bị ma quỷ dìm chết đấy. Bà Hải làm cho Khánh giật mình lạnh cả sống lưng. Anh cố quay ra đằng sau xem có phải người ngồi sau lưng của mình là bà Hải không, hay nãy giờ anh đang chờ một người khác. Khi biết chắc rằng bà Hải bằng xương bằng thịt, Khánh mới run rẩy hỏi lại. Mà có thật không cô? Bà Hải chưa kịp trả lời, chiếc xe Honda đã chạm đến ngõ của nhà Quốc. Khi tiếng kèn đám ma và một dãy cờ phướn đen trắng cắm thành hàng dọc đường dẫn lối vào nhà Quốc. Tới nơi rồi, cháu gửi xe bên nhà ông Khâm. Trong nhà Quốc chật ních rồi không có chỗ để đâu. Dạ, cô chờ cháu một lát, cháu với cô vào luôn. Bà Hải gật đầu xuống xe đứng đợi Khánh lái chiếc xe máy sang nhà ông Khâm ngay bên cạnh. Bà Hải vẫn đứng trước cổng chờ đợi. Đã rất lâu Khánh mới chạm chân đến gõ nhà Quốc. Không cảnh khác khá nhiều so với hình dung của Khánh trước đây. Ngôi biệt thự mới xây sừng sững đập vào ngay trước mắt. Cánh cổng sắt mở rộng, bên trong đám tang đã bắc dạp xong, mùi hương trầm thoang thoảng bay ra ngoài. Ai đã phát hiện ra Hải Nhi, nó đặt ở chỗ nào hả cô?
Khánh đứng ngay chính giữa cổng nhìn vào trong nhà, vô tình buột miệng hỏi bà Hải khiến bà giật mình. Ngay giữa chân cháu đang đứng đấy. Khánh lạnh sống lưng nhìn xuống chân của mình, không lẽ mình vừa dẫm lên đứa trẻ. Anh vội vàng bước sang bên, rồi quay mặt nhìn xuống khối bê tông màu xám, ngang dọc những vết nứt, đúng nơi anh ngã hồi sáng. Bà Hải bỏ lại mình Khánh đứng bần thần trước cổng, bóng của bà khuất vào bên trong, thi thoảng có người hàng xóm họ hàng đến phụ đám tang của Quốc. Vào đi, đứng đây làm gì, người ta chuẩn bị đến viếng rồi đấy. Tiếng của ông Khâm rùng át đi tiếng trống kèn, nhìn thấy Khánh còn bần thần đứng ở ngoài thì liền giục anh khiến cho anh giật mình. Giờ anh mới sửng nhớ ra lúc trước ông Khâm làm thuyền cát với bố Khánh và cả bố Quốc, rồi sau đó ông làm thuê cho Quốc từ khi vào nghề cho đến bây giờ, lại là hàng xóm đối diện. Anh không biết vì lý do gì đó ông bỏ Quốc mấy năm nay, quanh quẩn lợn gà ở nhà. Thế nhưng nghe mấy người nói ông và Quốc đã từng mâu thuẫn ghê gớm đến mức từ mặt nhau. Chẳng hiểu sao ông lại quanh quẩn bên nhà Quốc từ khi nó chết đến giờ. Nghe đến chuyện đưa bàn tay ông hồi sáng đã tắm rửa cho Quốc, anh vừa vị nể vừa lại cảm thấy sợ. Anh vội vàng gật đầu, dạ cho vào ngay đây. Ông Khâm lúc này gật đầu. Từ sáng đến giờ chú thêm mày nhưng mà không có hỏi. Xong việc nhớ ghé qua nhà chú chơi, bố mẹ cháu khỏe không? Dạ cảm ơn chú, bố mẹ cháu khỏe. Ông quay vào nói với một người đàn ông. Bây giờ tôi về nhà một lát, chút viếng tôi sang sau. Nếu có việc gì cho người sang gọi. Nói dứt câu thì ông khuất bóng về phía cầm. Khánh nhìn xuống chân nơi bà Hải bảo xác của đứa trẻ đặt đêm qua. Không hiểu sao nãy giờ anh vẫn không thôi bị ám ảnh về mảng bê tông màu xám ngang. Không hiểu sao nãy giờ anh vẫn không thôi bị ám ảnh về mảng bê tông màu xám ngang dọc những vết nứt mà bà Hải vừa chỉ. Bóng của ông không khuất về phía bên kia nhà khi ánh điện trong xóm bắt đầu bật. Bước vào trong sân rạp đã dựng xong. Thánh thấy không đông lắm nếu đếm hết tầm 20 người, kể cả phường bắt âm ngồi đánh trống thổi kèn bên cạnh quan tài của Quốc. Bố mẹ đều chết, con chưa có, anh em ruột thì không, vợ bỏ đi, cho nên đám ma của Quốc hiu quạnh lại càng thêm quạnh hiu. Anh lùi cùi tiến đến chiếc quan tài của Quốc đặt ngay chính giữa nhà. Ở phía bên trên bức di ảnh trên nền xanh ẩn hiện trong làn khói nhẹ. Bức di ảnh ấy chính là người anh đặt lên và thắp những nén nhang đầu tiên. Giờ anh lại đi vào lấy ba cây nhang châm lửa cắm vào cái bát vái bà vái. Trong trí nhớ của Khánh, lần cuối cùng hai đứa giáp mặt nhau phải 5 năm về trước. Thi học chung cùng họ, thế nhưng Khánh không ưa tính cách của Quốc. Đứng trước cố quan tài nhìn lên di ảnh của người đã khuất, Khánh không muốn nhớ lại những điều không hay. Em gọi cho con Thơm vợ nó hỏi xem có về không. Tiếng người trong nhà làm cho Khánh giật mình quay lại. Anh nhận ra tiếng của ông Bảo hỏi bà Hải. Gọi rồi thế nhưng anh thấy đấy, nếu nó về thì nó đã ở đây rồi. Nó không về cố gọi làm cái gì, con quỷ cái nó phá nát cái nhà này. Bà Hải nổi cáo với chồng. Thế nhưng khi quay ra, bà nhận ra Khánh đang đứng gần mình thì vội im lặng. Mọi việc cho cô cũng hòm hòm rồi đấy cô. Đôi mắt của bà Hải hùm hụp nước gật đầu. Một lát nữa khách đến viếng, cháu đứng cùng đáp lễ với cô chú. Bây giờ nhà chẳng còn ai. Dạ. Tiếng trống tiếng kèn đám ma văng vẳng vang lên. Ở ngoài trời tối đen như mực, những hạt mưa phùn cuối xuân lất phất rơi xuống. Khánh đứng cùng ông Bảo, bà Hải và một vài người nữa anh không biết tên đáp lễ khách đến viếng và nhìn mặt Quốc lần cuối. Nếu có khách đến viếng, Khánh đứng đáp lễ rồi ra bàn ngồi uống nước trò chuyện. Mặc dù anh không biết cuộc sống trước kia của Quốc, cho nên chỉ qua câu chuyện người nọ người kia đưa đẩy. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mái tóc búi tiêu, tóc tai xồm xoàng, ăn mặc cũ rách, đi cùng với đoàn người bước vào. Ông không viếng không thắp hương, ngồi xuống bàn ngay cạnh chỗ Khánh. Đôi mắt chân chân nhìn lên di ảnh của Quốc, buông tiếng thở dài lầm bầm. Khánh nhìn nét mặt của ông ấy nhưng không đoán được biểu cảm đang cười hay đang khóc. Vậy là nó đi theo đoàn tụ với vợ con nó, chết cũng là điều tốt. Cuối cùng thì ta cũng đã sống để chờ đợi được đến ngày này. Chết, chết tốt lắm, chết hay lắm. Có lẽ ông không nghĩ được rằng trong tiếng kèn trống, Khánh có thể nghe hết được câu nói của ông. Nó khiến cho anh giật mình.
Anh còn chưa kịp hỏi chuyện, ông đã cười nhạt lắc đầu khi chén nước Khánh rót đặt trên bàn vẫn còn nguyên. Bóng của ông lặng lẽ hòa vào những hạt mưa rơi như vừa ông đến. Đến và đi đều nhẹ nhàng giống như một bóng ma. Và lúc đó thì ông Khâm cũng từ cổng đi vào. Hai người đàn ông đứng chạm mặt nhau ở cổng, đúng nơi bà Hải bảo. Ngay giữa chính trần của cháu đấy. Cho đàn Hải Nhi ở đó, không biết hai người nói chuyện gì với nhau. Ông Khâm đi vào ngồi xuống bên cạnh Khánh. Bóng của người đàn ông chìm dần vào trong bóng đêm, trong cơn mưa xuân nặng hạt. Người đàn ông ấy là ai vậy chú? Khánh cất tiếng hỏi, ông Khâm đưa mắt nhìn về phía cổng phía trước, chỉ là một bóng đêm đen đặc. À, ông Vũ thuyền trai ở ngoài sông. Chẳng nghe thấy có đám ông ấy vào. Cha con ông ấy ở nơi khác đến nên là cháu không biết đâu. Khổ thân. Số ông ấy không ra sao, một bố một con, chẳng may con bé Thúy, con gái của ông ấy mất. Từ ngày con bé mất tích giờ mới thấy ông ấy rời thuyền lên bờ. Người thì bảo là nó chết rồi, người thì bảo nó đi sang Trung Quốc hay đi đâu đó. Thế nhưng đúng hay sai thì trên chiếc thuyền nan giữa dầm chỉ còn có mình ông ấy. Chú nghĩ đến giờ ông ấy nên chấp nhận thực tế là Thúy đã chết. Ông không nói xong nhưng đôi mắt vẫn trầm ngâm hướng về phía cầm. Khánh im lặng nhìn theo ánh mắt anh, chỉ đăm đăm nhìn vào điểm bà Hải bảo, nơi đặt Hải Nhi. Anh quay mặt lại nhìn lên di ảnh Quốc thêm lần nữa. Toàn người vào viếng ngồi trò chuyện với vợ chồng bà Hải bàn bên. Khánh mới quay sang bảo ông Khâm. Vợ cháu nghe lãng máng người ta nói về cái Thúy. Thế nhưng chuyện là như thế nào hả chú? Có liên quan đến thằng Quốc sao? Ông Khâm nhìn lên di ảnh của Quốc, nhìn sang vợ chồng bà Hải ngồi ngay bàn bên cạnh ông bảo. Chuyện này nói ở đây không tiện. Để mai lo xong chuyện của nó chú kể cho mà nghe. Những gì chú trực tiếp chứng kiến. Khánh liền gật đầu đáp. Dạ, 9 giờ sáng mai hạ huyệt đi chú. Còn chờ đợi gì nữa? Sớm giờ nào tốt giờ nấy. Lát cháu có về không? Dạ, nếu hết việc. Cháu về sáng mai cháu sang sớm. Ngồi vật vờ qua đêm mà đi làm gì chứ? Đến tầm 9 giờ khách đến viếng về hết. Nhưng mưa phía ngoài ngõ rơi xuống ngày một nặng. Bà Hải đi sang bàn của hai người đang ngồi. Đã vãn khách rồi, cháu về nghỉ đi. Sáng sớm mai sang đưa em nó ra đầm. Dạ, cô có sang nghỉ một lát với bà cháu không? Thôi, về bảo với bà cháu là cô không sang. Cô đi ở đây còn ai nữa, hết đêm nay thôi mà. Khánh đang lưỡng lự chưa biết thuyết phục, bà liền quay sang ông Khâm. Mai anh sang sớm giúp cháu nhé. Ông Khâm gật đầu, Khánh đưa mắt nhìn lại đám vắng. Còn lại lèo tèo vài người trong phường bắt âm thổi kèn đang nghỉ giải lao. Họ bảo nhau thổi thêm một lần nữa trước khi nghỉ tiếng chiêng. Tiếng trống kêu thùng thùng, rồi tiếng kèn đám ma lại ra rít vang lên trong nhạt nhòa cơn mưa bụi. Mình về đi chú. Khánh dạy dục ông Khâm, hai người tiến về cầm. Nhưng Khánh vẫn ngước nhìn lại di ảnh của Quốc thêm lần cuối. Đứa bé người ta phát hiện ở đây hả chú? À, chú có biết ai mang đứa bé tội nghiệp đến đặt trước cổng nhà nó không? Sao không nghĩ đó là một chuyện vô tình? Đến khi cả hai người bước ra đến đầu cổng ngoảnh mặt lại nhìn. Hải Nhi, thế nhưng đó là mạng người. Làm gì có cái chuyện là vô tình chứ? Khánh im lặng cả hai đi về phía sân nhà ông Khâm. Trong sân chỉ còn vài chiếc xe. Phải nhà chú uống nước đã. Dạ thôi, bây giờ khuya rồi. Sáng mai cháu phải sang nhà nó sớm. Xong việc cả cháu vào chơi với cô chú cả ngày. Vậy cũng được, cháu xin phép. Khánh quay xe ra cổng, ngồi lên nổ máy lướt qua cổng nhà Quốc. Tiếng trống kèn đám ma ai oán thê lương từ trong nhà vang lên. Chiếc xe Honda chạy cách cổng nhà Quốc tầm 20 mét thì bất ngờ Khánh dừng xe ngoái đầu lại. Giữa làn mưa bụi cuối xuân, trong ánh sáng vàng lập lòe từ trong đám chiếu ra, anh nhìn rõ một cô gái trên tay ấm một đứa bé hướng về trong đám tang. Cô gái đó dừng lại trước cầm, ghi chặt đứa bé trong tay ôm hôn lên trán của nó lần nữa. Cô đặt đứa bé xuống thềm xi măng trước cầm. Tiếng khóc dằn dặt của nó hòa cùng với tiếng kèn trống văng vẳng vọng đến tai của anh. Cô gái ngẩng mặt lên, ánh mắt ấy chạm thẳng vào mắt của anh, đôi mắt u buồn sâu thăm thẳm. Cô từ từ đứng dậy đi ra khỏi cầm. Tiếng của đứa bé khóc ở trong cầm vọng ra mỗi lúc một dữ dội. Khánh quay xe tiến lại phía cổng nhà Quốc, nhưng tất cả đã tan biến hết trong màn mưa bụi trắng trời.
Anh đứng giữa cơn mưa bụi như tuyết rơi trong đêm, nhìn vào bên trong đám lặng lẽ quay xe lại. Tiếng kèn đám ma nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh về đến nhà, trên mái tóc đã ướt đẫm mưa xuân. Bà Việt vẫn còn ngồi trước bàn chờ cháu. Xong việc rồi hả? Cô Hải có sang không? Dạ không ạ. Đám có mấy người, cháu về nghỉ một lát, sáng mai cháu vào sớm. Trước giờ cháu chẳng bao giờ nghĩ cháu lại đứng ra đáp tạ trong đám tang của nó cả. Cuộc đời mà cháu, có ai biết được trước điều gì. Thôi thay quần áo đi, không có cảm đấy. Khánh đi vào trong nhà thay quần áo, lấy chiếc khăn bông trắng lau khô tóc. Bà Việt chuẩn bị lên giường. Bà có biết cái Thúy không ạ? Thúy nào? Con gái của ông Vũ thuyền chài ngoài sông đấy. Bây giờ cháu mới nhớ cái hồi sáng nay, cháu nhìn thấy chiếc thuyền chài xuôi dòng sông bên làng của mình. Thành ra là người đàn ông đứng chèo thuyền chính là ông Vũ. Khánh bồi hồi hình dung lại hình ảnh chiếc thuyền trên sông hồi sáng sớm. À, con bé Thúy. Bên ngày trước hay mang tôm cá vào bán trong làng. Con bé ấy nó xinh xắn hiền lành ngoan ngoãn lắm. Sao tự nhiên cháu lại hỏi đến nó? Dạ vừa nãy cháu vào đám tang, nghe làng máng mấy người nói vậy. Cháu không biết cho nên về hỏi bà xem bà có biết không. Thật là tiếc. Người ta bảo là nó mất rồi, hay là bỏ đi đâu đó. Chắc là ông Vũ ông ấy biết nhưng mà ông ấy giấu. Hôm nay ông Vũ cũng vào ngồi một lúc. Vậy hả? Dạ. Chắc vậy, bây giờ chả ai nghi ngờ gì nữa đâu. Bà Việt nói rồi buông một tiếng thở dài. Khánh quàng chiếc khăn bông trắng ngang cổ. Nghỉ sớm đi, mai còn vào phụ đám. Cháu đừng có tò mò quá vào cái chuyện hài nhi hay là bi kịch của nhà thằng Quốc làm gì. Không hay đâu, rồi nó ám vào người cho đấy. Đến giúp xong rồi về để đầu óc nó thành thơi nghĩ đến chuyện khác. Khánh im lặng đứng dậy đi ra đóng cửa lại. Tiếng trống trong đám ma nhà Quốc đã tắt. Ngoài trời chỉ còn những hạt mưa xuân lất phất đang rơi xuống. Thi thoảng tiếng xe máy tạt qua. Khánh tắt điện vào giường đặt chuông điện thoại hẹn giờ. Khánh lắc đầu để cố xoa đi những câu chuyện hình ảnh anh đã bắt gặp từ chiều. Khánh ngả lưng xuống giường chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. 4:30 tiếng chuông điện thoại báo thức kêu leng keng khiến cho anh giật mình trở dậy. Ngó ra ngoài ô cửa trời vẫn còn tối om, nhưng dường như cơn mưa xuân từ tối qua vẫn còn chưa ngớt. Khánh mặc quần áo ấm xong, khoác lên mình chiếc áo mưa thì bà Việt đã trở dậy, ngồi trước giường từ lúc nào không hay. Đi sớm thế làm gì, còn chưa đến 5 giờ mà. Dạ hôm qua cô Hải dặn cháu phải đến sớm, thôi cháu đi đây. Khánh đội mũ bảo hiểm che lớp kính mở trước mặt, anh mở cửa dắt chiếc xe Honda. Tiếng xe Honda bành bạch vang lên trong đêm. Ánh đèn pha rọi sáng thành một vệt, soi rõ những hạt mưa xuân lất phất trước mặt. Qua tấm kính trắng trước mặt chiếc xe Honda, Khánh điều khiển chạy chậm chậm. Người đàn bà co ro ôm một đứa trẻ trong đêm đông đang đi về phía trước hướng thẳng về nhà của Quốc. Khoảng cách chiếc xe máy của Khánh và cô gái mỗi lúc một gần. Khánh có cảm giác anh đã tiến sát đến ngay bên cạnh. Nhưng không sợ mà anh muốn nhìn rõ gương mặt của cô gái đang ôm con đi phía trước. Anh có linh cảm đó chính là người anh đã nhìn thấy trước cổng nhà Quốc khi anh đã trở về. Chiếc xe Honda chạy chậm chậm tiến sát tới. Khánh cất tiếng hỏi nhưng trong lòng của anh vừa có chút tò mò xen lẫn sự sợ hãi. Hai mẹ con cô đi đâu, lên đây tôi chở. Cô gái ôm con trên tay quay mặt lại nhìn Khánh, một gương mặt xanh xao trắng bệch. Không đáng sợ như Khánh tưởng tượng. Cảm ơn anh, mẹ con tôi đến nơi rồi. Ở ngay phía trước mặt ngôi biệt thự của Quốc, tiếng cô gái trả lời nhẹ nhàng trong tiếng mưa rơi tí tách. Bóng cô gái bồng con hướng về phía trước cũng tan biến. Tiếng trẻ con khóc ré lên trong đêm khiến cho Khánh giật mình đưa mắt nhìn về cầm. Chiếc xe Honda dừng lại trong cơn mưa bụi. Đứa trẻ đang cựa quậy trước cổng trong đám tang, chỉ thấy mình bà Hải đang ủ rũ trước quan tài. Khánh lưỡng lự tiến lên thì sợ, mà quay lại thì không xong khi cơn mưa xuân rơi xuống mỗi lúc một nặng. Bà Bốn tiếng đập bên vai khiến cho Khánh suýt nữa té nhào xuống đất. Chú đây. Phải nghe thấy tiếng người đứng bên cạnh, Khánh giật mình quay sang nhận ra ông Khâm đứng bên từ lúc nào. Sợ không dám vào trong à? Khánh hơi ngạc nhiên không hiểu sao ông biết được nỗi sợ của mình.
Đứa bé cháu nhìn thấy nó nằm ngay dưới cổng ngõ nhà thằng Quốc. Đôi tay của Khánh run rẩy nhìn về phía trước trong cơn mưa bụi nhạt nhòa. Vào đi cháu, không có gì đâu. Nói xong ông Khâm đi trước như thể dẫn đường. Khánh để máy theo sau. Đôi mắt của anh nhìn xuống rắn chặn vào nơi đặt Hải Nhi mà bà Hải chỉ hồi chiều. Khánh điều khiển chiếc xe cố gắng không lái vào chỗ đứa bé đã nằm. Ở bên trong mấy người trong phường bắt âm từ trong nhà đi ra. Tiếng thử kèn bắt đầu vang lên. Trong khi ở bên ngoài trời vẫn còn mờ tối. 9 giờ sáng Khánh ngồi chiếc xe quàng cùng với dân làng La Nguyên đưa quan tài của Quốc ra đầm. Mưa xuân giả rích rơi khiến cho bầu trời càng thê lương u ám. Khánh đứng dậy, bốn người thanh niên thòng dây đưa quan tài của Quốc xuống huyệt mộ. Hoa cúc tiền vàng trải lên trên, những mài đất đen đổ xuống che lấp chiếc quan tài màu đỏ quạch như máu. Đám tang của Quốc, Khánh nhìn ngó xung quanh chỉ có duy nhất bà Hải khóc thương thằng cháu ruột đoạn cuối. Còn lại không một ai rơi nước mắt. Tất cả họ đến đây cốt hết làm bổn phận của mình đối với người sống. Khánh cũng vậy, cho dù đã cố gắng nghĩ về những hình ảnh tốt nhất về nó để có một vài giọt nước mắt tiếc thương, nhưng vô ích. Đôi mắt của anh vẫn còn trơ trơ nhìn những mai buồn lấp xuống. Trong làn khói hương vừa cắm lên đốt được một đúc, những hạt mưa xuân tạt vào tắt rụi. Trùng cái vòng hoa tươi cắm bên cạnh mộ Quốc, thủ tùng chôn cất đã xong. Khánh đứng ra thay mặt gia đình cảm tạ và mời cơm tầm chục người đến đưa tang giữa cánh đầm. Thế nhưng gần như tất cả đều vì lý do từ chối. Ngay chính Khánh cũng muốn xong việc về sớm, không còn bụng dạ nào mà cơm với nước. Ông Khâm đi sát bên Khánh rồi bảo: "Lát xong việc của Quốc sang nhà chú chơi nhé." "Dạ." Đoàn người đưa tang lặng lẽ ra về, bà Hải đứng lên dậy mộ Quốc cuối cùng. Ngồi trước mâm cơm cùng 5 người trong đám, Khánh chỉ biết ông Khâm ngồi kế bên, còn 3 người khác thì không, Khánh gần như không đụng đũa. Đôi mắt của anh chậm ngâm hướng về cánh cổng cơn mưa phùn đang giả rích rơi. Ông Khâm rót đầy chén cho Khánh rồi dục: "Uống đi cháu, uống đi cho nó ấm người." Ông nâng chén rượu lên đưa vào miệng khà một tiếng. "Còn thơm thế mà nó không về, sao đám tang thằng Quốc rồi ngôi nhà này không khéo lại bỏ hoang." Người khác ngồi bên ngước lại nhìn ngôi nhà rồi nói chen: "Giờ không bỏ hoang, ông nghĩ xem mai ở, cái ngôi nhà này có cho không thì cũng chẳng dám." "Sợ gì mà không dám, nhà này đang có quỷ ngự đấy, ông Khâm ở sát bên còn lạ cái gì. Bởi thế các ông nghĩ xem, tại sao con Thơm nó không có dám về?" Người đàn ông ấy thì thào như sợ những người ngồi kế bên nghe thấy. Gã đưa mắt nhìn ông Khâm tò mò như cố để ông xác nhận điều gã nói là sự thật. Ở bàn bên bà Hải đi sang, lão phẩy tay: "Thôi uống đi, coi như là tôi chưa nói gì nhá." Lão uống cạn chén rượu để tạ lỗi, để Khánh chân ngực nhìn theo. Khánh đưa mắt nhìn sang ông Khâm nhưng không nói gì. Mâm cơm tàn thì ông Khâm phừng phừng rượu ngà ngà say. Khánh phải đứng lên dìu ông về nhà khi trời vừa chuyển sang trưa. Ngôi nhà ngói bà dàn cũ kỹ của ông vắng lạnh do con cái ông đi làm chưa về. Khánh đặt ông nằm trên giường định đắp chăn cho ông, nhưng đột nhiên ông ngồi dậy khiến cho Khánh giật mình ngạc nhiên. "Cháu tưởng chú say." "Uống thế say sao được, chứ không muốn ngồi với ba cái thằng rách việc ấy, cho nên giả say để cô kéo cháu về thôi. Uống thêm chén rượu chén chè lại lỡ mồm." Khánh buông tiếng thở dài. "Chuyện nhà thằng Quốc từ hôm qua, cháu nghe người làng La Nguyên người ta nói nhiều, giờ có dâu cũng không được, nếu cứ để nó âm bị cháy còn khó chịu. Thả thổi cho nó bùng lên thế là xong, hơn nữa nó cũng mất, nhà nó còn mỗi cô Hải cũng ở Hà Nội, có ở quê đâu, còn sợ điều tiếng gì nữa." Ông Khâm im lặng giây lát rồi đứng dậy đi ra bàn ngồi xuống, Khánh cũng đi theo sau. "Người ta bảo là chết là hết, trước đây chú cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng đâu có đơn giản vậy đâu. Nếu đơn giản thế thì liệu có những cái chuyện như ngày hôm nay, như những thứ mà cháu đã nhìn thấy trước cổng nhà thằng Quốc đây, đứa trẻ hay như chiếc cầm?" Khánh giật mình vội hỏi lại. Ông Khâm gật gù trong men rượu: "Không phải chỉ có cháu đâu, chú và nhiều người dân làng La Nguyên đã từng nhìn thấy. Cơ hồ mò thấy cả hai mẹ con bé Thúy ôm con đi trên đường làng."
Khánh lúc này liền sững sờ trong giây lát. Vậy phải là chú cũng nhìn thấy. Trong đầu của anh bây giờ mường tượng về hình ảnh hai mẹ con hồi sáng anh bắt gặp. Ông Khâm rót chén nước chè đã nguội lạnh, nhìn Khánh khẽ gật đầu. Đứa bé mất, cây Thủy cũng mất. Thế nhưng bi kịch liên tiếp đổ lên đầu của bà Giang. Bà chú là người chứng kiến gần như là toàn bộ. Nếu nói không tin cũng không được, khi mà sự việc nó rành rành ở trước mặt. Thì mất, không lẽ đứa bé đó là con của thằng Quốc? Khánh hốt hoảng hỏi lại. Ông Khâm nhìn Quốc rồi gật đầu. Không có sai đâu, mọi thứ đều bắt đầu từ bến sông ấy. Khánh im lặng, dù đang nghi ngờ nhưng anh vẫn chết đứng người, không tin vào lời thú nhận của ông Khâm. Tội lỗi của nhiều người, người còn người mất, nhưng mà tội nghiệp nhất vẫn là con bé xinh xắn vậy mà. Có lẽ sống ở trên đời này đã mang quá nhiều uất hận, cho nên kể cả khi mất đi rồi hồn phách vẫn còn lưu lạc lại trần gian chưa có siêu thoát. Ông Vũ biết con gái của mình đã chết, nhưng ở ngoài vẫn giữ một niềm tin huyễn hoặc đến một lúc nào đó con bé sẽ trở về. Cho nên ông ấy vẫn một thân một mình trên chiếc thuyền ăn đánh cá trên khúc sông để chờ đợi. Đã 5 năm rồi, thằng Quốc, bà Giang đều đã chết. Chứ cũng không biết ông ấy còn chờ đợi điều gì nữa. Buông tiếng thở dài, ánh mắt nhìn ra phía ngoài hiên trầm ngâm không chớp. Đột ngột ông quay lại nhìn Khánh. Chú kể đi, cháu đang lắng nghe mà. Khánh bảo hình ảnh về dòng sông, con thuyền nan bến cát, những gương mặt nhạt nhòa hiện lên trong trí nhớ của ông Khâm. Trong tiếng sóng nước rào rạt của dòng sông, tiếng con thuyền nan chạm vào mạn tàu sắt bên tàu ông Khâm. Bác Khâm, bác Khâm à. Bác Khâm, bác Khâm ơi. Tiếng của con bé Thúy ở bên kia chiếc thuyền chài trong trẻo vang lên. Một thiếu nữ ở giữa tuổi 17 đẹp trong sáng tựa thiên thần, cầm sâu cá gần 3 cân. Bán cá hả? Mang sang đây. Thúy cầm sâu cá bước sang ngồi bên cạnh ông. Bên thuyền nan ông Vũ chui đầu ra. Tiếng của ông vang lên oang oảng trên mặt sông. Không bán, hôm nay không có bán đâu. Ông Vũ nhảy sang thuyền của ông Khâm. Ở trên bờ, Quốc trên vai vác thùng bia, tay kia xách theo một túi đồ đi xuống thuyền. Đôi mắt của Thúy long lanh hướng lên chờ đợi từng bước chân Quốc bước xuống. Ông Khâm bắt gặp ánh mắt của Thúy, người thiếu nữ đang yêu ông khẽ tủm tỉm cười. Mùi khói, mùi cá nướng trên bong thuyền sắt lan tỏa trên khắp mặt sông. Quốc ngồi bên cạnh Thúy, ông Khâm đưa lon bia lên miệng cả một tiếng nhìn hai đứa rồi bảo. Khi nào hai đứa mày cưới đó, nhớ làm cái món cá nướng đãi bà con xóm làng nghe chưa? Chú này. Thúy ngượng ngùng. Chú cái gì, chú nói thật đấy. Chú biết tổng cái chuyện của hai đứa mày rồi nên không cần phải giấu đâu. Hai đứa nhìn nhau tủm tỉm cười. Để chú vào chú nói chuyện với bà Giang, tổ chức cho hai chúng mày. Đứa 18, đứa 25 hợp qua rồi còn gì. Mấy hôm trước tôi nghe bà Giang giục cái thằng Quốc chuyện vợ con. Bởi mà biết tin này chắc vui lắm đấy. Ông Khâm háo hức. Riêng ông Vũ thì ngồi trầm ngâm bên ngoài nhìn chiếc thuyền nan trong làn khói mỏng. Ông định nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng. Để cho Thúy gắp thêm miếng cá bỏ vào bát cho Quốc, ông khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài. Hai người đàn ông ngồi trên đống cát to khổng lồ như ngọn núi nhìn xuống con thuyền nan nhỏ như hai mảnh vỏ trấu dưới sông. Ông Vũ liền bảo. Cha con tôi tính rời khúc sông này anh ạ. Ồ, sao lại bỏ đi? Mà đi đâu? Ở không nhìn thấy hai đứa chúng nó yêu nhau như vậy, sao nỡ chia rẽ chúng nó? Không, tôi không chia rẽ chúng nó. Cha mẹ nào không muốn con cái mình hạnh phúc. Nhưng chính vì hai đứa nó yêu nhau, cho nên tôi mới phải đưa con bé đi. Tôi sợ nếu như ở lại thì cuộc đời nó sẽ khổ thôi. Không có kết thúc tốt đẹp đâu. Tôi sợ người trên bờ. Ông lại nghĩ quan rồi. Đến bây giờ tôi chẳng hiểu được ông nữa. Cái thằng Quốc như thế ông còn chê nó không xứng với con bé Thúy hả? Người trên bờ thì sao chứ? Bộ trên bờ với dưới sông là một khoảng cách lớn vậy sao? Ông Vũ buông tiếng thở dài. Cái con bé Thúy nó như đỉa đâu có dám leo chân hạc được. Tôi sợ khổ cho con bé. Ông thấy hoàn cảnh của tôi này. Vợ quá con côi. Hai cha con tôi tài sản không có gì ngoài chiếc thuyền nan. Dòng sông này cho cha con chúng tôi thứ gì? Chúng tôi sống nhờ vào thứ ấy. Còn gia đình thằng Quốc thế nào tôi không cần nói ông cũng biết.
Nói thật từ khi hai đứa nó có tình ý với nhau, nói thật là chỗ bạn bè thân thiết là tôi sợ nhất cái điều xảy đến. Nhưng ông Khâm lại phẩy tay rồi gạt đi, rồi ông khéo lo. Tôi nghĩ bà Giang tuy có khó tính hay trái tính trái nết thật đó, thế nhưng mà không có đến nỗi vậy đâu. Nếu ông lo việc cái chuyện con bé Thúy mà phải bỏ khúc sông này đi, thì cái chỗ bạn bè thân thiết như bèo nước gặp nhau. Tôi nghĩ thực tình là không nên. Để rồi tôi lựa lời nói với bà ấy, miễn là ông hợp tác cho hai đứa chúng nó là được. Nếu vậy thì tôi đội ơn anh lắm. Tôi không mong gì hơn khi mà con bé có một gia đình ổn định, không phải lênh đênh nay đây mai đó. Con bé ổn rồi cuộc đời tôi thế nào cũng được. Hai đứa chúng nó lấy nhau, ông cũng nghĩ đến việc lên bờ thôi chứ. Lênh đênh mãi trên dòng sông sao được. Đất ở cái làng La Nguyên này còn rẻ, kiếm đến mảnh đất nào làm cái ngôi nhà nhỏ. Hai đứa chúng nó phụ vào cho. Con rể chủ đại lý vật liệu lớn nhất làng sợ cái gì? Tôi chưa nghĩ đến cái chuyện đó. Chỉ cần con bé hạnh phúc là tôi mãn nguyện lắm. Thân xác của mẹ nó đã ký thác vào dòng sông tôi cũng vậy. Nghe ông Vũ nói như vậy thì ông Khâm chỉ biết im lặng. Nhờ ông về dò hỏi xem ý của bà Giang thế nào. Nếu mà không được cả cha con tôi rời khúc sông này đi nơi khác, tại vì ông hữu duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại. Ông Khâm gật đầu đồng ý. Nếu mà bà Giang không đồng ý thì thật đáng tiếc. Có phúc mà không biết hưởng. Con bé chăm chỉ chịu khó đẹp người đạp nết như vậy mà. Phải chi cái thằng Tuấn nhà tôi chưa vợ. Chắc tôi có vài lời với ông xin con bé về làm dâu. Rồi để bữa nào tôi lựa lời nói cho. Ông buông tiếng thở dài đầy luyến tiếc. Thế nhưng mà dù thế nào tôi cũng mong ông ở lại khúc sông này, không có đi đâu cả. Ông Vũ im lặng đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn con thuyền nan đang cắm sào đứng sát mé bờ trong lấp lánh ánh bạc. Chú nói sao? Chú nói lại tôi nghe xem nào. Bà Giang ngồi đối diện với ông Khâm lắp bắp hỏi lại, dường như nãy giờ bà vẫn chưa tin những gì ông Khâm nói. Thằng Quốc nó yêu con bé Thúy ngoài bến sông, ý chị thế nào? Con bé mỗi buổi chiều đều cắp tôm, cắp cá vào làng mình bán đấy có phải không? Bà Giang ngờ ngờ hỏi lại. Ông Khâm gật đầu xác nhận. Đúng rồi đó chị. Con bé nó hiền lành nhanh nhẹn lắm. Lại xinh xắn nữa cho nên ai cũng thích. Ai cũng thích sao chú không có lấy cho thằng con nhà chú? À kìa chị. Chị thừa biết hai thằng nhà tôi nó đều có vợ con đều huề rồi lấy sao được chứ. Hơn nữa hai đứa chúng nó chênh nhau đến cả hơn chục tuổi. Nếu phải duyên phải số thì chị không phải nhắc. Cha con của ông Vũ đều là người nghèo nhưng mà lương thiện hiền lành chịu thương chịu khó. Khi biết hai đứa chúng nó yêu nhau nhưng mà ông ấy sợ chị không có đồng ý. Cho nên là nhờ tôi ra hỏi ý chị xem thế nào. Dạ vậy hả? Bà Giang thẫn thờ mấy giây rồi tỏ vẻ thất vọng. Vậy để tôi nói cho chú biết nha. Tôi gửi lời đến ông ấy, tôi không có đồng ý. Tối nay tôi cũng sẽ nói chuyện này với thằng Quốc. Chú nghĩ sao thằng Quốc lại đi lấy cái con bé thuyền chài ở cái làng này? Bổ hết người rồi hả? Ông Khâm im lặng, ông đớ người ra như người say nắng. Ông giờ đây thấy những điều của ông Vũ lo lắng là chính xác. Cũng là người mưu sinh dưới lòng sông. Ông nghĩ ông Nghĩa, Quốc, ông Vũ, con bé Thúy đều như nhau nhưng không phải. Ông cảm thấy sai lầm khi sang đây làm thuyết khách. Tự nhiên ôm rơm để dặm bụng. Tôi về đây, xin lỗi chị, tôi nói điều không nên nói. Ông định đứng lên ra về nhưng bà Giang vội vàng gọi lại. Khâm, tôi cảm ơn chú đã nói cho tôi biết chuyện này. Nếu chú không nói thì tôi không biết ở ngoài bến bãi nó làm cái gì. Gia sản của bố nó nhọc công để lại, mong nó có một địa vị xứng đáng hơn, không phải mang ra làm những việc như vậy. Tôi không biết dân làng La Nguyên này nghĩ gì khi nó đi lấy một cái đứa con ông thuyền chài đánh cá ở ngoài sông. Ông Khâm không nói gì thêm. Ông sợ hàng xóm mất lòng cho nên lặng lặng đi thẳng ra cầm rồi khuất dần về nhà của mình. Ông Khâm ngồi trên chiếc thuyền cát lớn, tiếng máy nổ ỉnh nghịch. Đống cát từ dít thuyền đậu sắt bên bờ đổ lên cao như là núi. Quốc ở trong thuyền đi ra rồi ngồi xuống bên cạnh, châm điếu thuốc thổi ra một màu trắng tinh. Nó đưa ông điếu thuốc chưa kịp đưa lên miệng ông đã bảo. Hôm qua chú vào trong nói chuyện với con Thúy. Ý của mẹ mày như thế đấy, còn ý của mày thế nào? Nếu không vượt qua được cả bức tường ngăn cách, chú nghĩ mày nên nói cho con bé biết, mày đừng có yêu chơi bời như thế tội nghiệp nó. Gái quay lại nhìn ông nhếch mép cười. Con gái bây giờ chúng nó không như ngày xưa. Có con có chồng, có một vài đời chồng vẫn lấy được chồng đó. Lấy được trai tân bình thường nên là chú không cần phải lo đâu.
Nghe Quốc nói như vậy khiến cho ông Khâm giật mình. Tự nhiên ông cảm thấy ghê tởm con người ông đã biết nó từ khi còn đỏ. Vậy là ý của mày chỉ muốn yêu chơi bởi con bé Khái thuyền trài mà chú. Cha con nó này đêm mai đó có chỗ nào định sẵn được đâu. Nó giống như con thuyền ấy, đậu đâu cũng là bến thôi, đậu đâu cũng là nhà. Cháu chắc gì đã phải là cái bến duy nhất của nó. Ông Khâm thất vọng thực sự và suy sụp hoàn toàn. Ông không tin những lời nói ấy lại thốt ra từ miệng của gã. Thành ra con bé Thúy chỉ là thứ để cho nó lừa gạt, chơi đùa lợi dụng. Tội nghiệp. Tự nhiên ông cảm thấy kinh tởm hai mẹ con nhà nó. Chuyện này cháu chỉ nói cho chú biết thôi, chứ đừng nói với ai. Đặc biệt là ông Vũ nói ra sinh chuyện không hay cho cả cháu và chú đâu. Mày làm như vậy không sợ tội lỗi sao? Tội lỗi gì? Con bé nó muốn vậy mà. Cháu không cảm thấy có lỗi gì cả. Mình làm nghề sông nước, mọi ruột của Hà Bá nên tích lấy chút âm đức cháu ạ. Nếu đi với cháu làm cho chú sợ, chú có thể dừng lại mà. Ông Khâm nhìn Quốc giây lát rồi khẽ gật đầu. Cháu không cần phải nói. Chú đã nghĩ đến lúc mình cần phải nghỉ ngơi. Ba người, chú, bố cháu, bố thằng Khánh. Chú cảm thấy như là chú đã là phúc đức lắm rồi. Cháu nói như vậy từ mai, chứ không ra bến sông này làm nữa đâu. Ông Khâm dập điếu thuốc đi đứng dậy từ trên thuyền. Ông nhảy thẳng lên bãi cát, đứng nhìn dòng sông lấp lánh ánh bạc. Con thuyền nan của cha con Đồng Vũ từ phía cuối chân trời đang từ từ chèo đến. Ông Khâm buồn bã buông tiếng thở dài. Bóng của ông lủi củi bước về làng La Nguyên trong một buổi chiều nhạt. Ông Khâm chớp mắt nhìn ra ngoài hiên. Vậy là chú từ bỏ thằng Quốc từ lúc ấy. Ông buồn bã gật đầu. Chú tiếc. Lẽ ra thì chú nên nghỉ sớm. Sống đều dài như vậy phúc đâu mà ăn. Những bi kịch ngày hôm nay ấy, nhà nó đón nhận. Thật ra nó với mẹ nó đã gieo từ lâu rồi. Việc dân làng hàng xóm phải đến chẳng qua là tặc lưỡi với nhau. Nghĩa tử là nghĩa tận thôi. Chú có nói chuyện đấy với bố Thúy không? Có nói. Không sợ gì mà không nói cả. Nó có bóng gió đe dọa nhưng mà cháu biết thừa mà. Ở cái làng La Nguyên này nó chỉ giống như đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Đã giờ trò bố láo mất dạy. Khi biết tin nó chết thì chú giận. Định cáo bệnh không có sang. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đời người đó cũng là lần sau chót. Nhà nó gieo nhà nó gặt. Mình gieo mình gặt. Sống trên đời cho nó chọn đạo nghĩa làm người. Đến giờ đám của nó xong rồi. Chứ cũng đã xong việc của chú. Khánh im lặng còn ông Khâm khép buông tiếng thở dài. Nhưng mà cháu tò mò về chuyện của con bé Thúy. Sau đó chuyện như thế nào hả chú? Không lẽ chú cảnh cáo như vậy ông Vũ không có biện pháp gì sao? Con bé nó khờ dại lắm. Ông lại lắc đầu chìm sâu vào trong hoài tưởng. Ông về nhắc con bé Thúy nha. Ý của bà ấy là như vậy đấy. Ông Vũ ngồi trên chiếc thuyền nan cùng chai rượu trắng. Ông Khâm rót chén nữa. Nhưng mà ông Vũ đưa tay ngăn lại. Sang hiệu đừng rót thêm. Phía bên kia Thái Bình nhìn về bến cát của Quốc ở làng La Nguyên thẫn thờ trong giây lát. Mãi một lúc sau ông mới lên tiếng. Vậy còn thằng Quốc, nó có biết ý của mẹ nó không? Ông Khâm im lặng, đôi mắt trầm ngâm nhìn theo ánh mắt của ông bạn. Con bé yêu sai người rồi. Tôi cũng nghỉ làm ở chỗ nó. Mấy hôm tôi ra bến tìm gặp ông nhưng không gặp. Đừng nhắc đến cái thằng Sở Khanh bạc bẽo đấy. Nếu mà rời bỏ khúc sông này tốt hơn cho ông và con bé ông nên đi. Coi như chén rượu hôm nay tôi với ông uống không biết đến bao giờ có duyên gặp lại. Điều ông Khâm nói khiến cho ông Vũ trắng váng. Lần này tự tay của ông rót đầy chén rượu đưa lên miệng ngửa cổ uống cạn. Đôi mắt của ông nhìn xuống dòng sông rưng rưng nước mắt. Hai người đàn ông trầm ngâm im lặng. Màu khói lam chiều trên chiếc thuyền nan đổ ra trên mặt sông. Tiếng nôn nòe ói khan từ bên trong chiếc thuyền nan vọng ra, xóa tan đi sự tĩnh lặng trên sông, khiến cho hai người đàn ông giật mình quay lại. Khâm quay lại nhìn vào bên trong, tiếng nôn khan của Thúy vọng ra không ngớt. Không cần phải nói, hai người đàn ông tóc hoa râm thừa biết đang có chuyện gì xảy ra với con bé. Tiếng của ông Vũ ầm ầm từ bên trong thuyền nan vọng ra. Cái con này, mày ăn nằm có thai với đó rồi phải không? Bố tha cho con. Thúy quỳ xuống víu lấy hai chân. Ông chặn lấy ông Vũ. Ông giận dữ lắm đưa tay lên định bạt và cái vào mặt con bé. Nhưng rồi cánh tay của ông để yên trước mặt như trời trầm. Ông gục xuống quỳ hai chân xuống trước mặt của Thúy như cây chuối đổ. Bố ơi.
Ở bên ngoài ông Khâm chết lặng người, chỉ có tiếng khóc của hai cha con bên trong chiếc thuyền non vọng ra. Bố ơi, bố đừng đuổi mẹ con đi, con không biết đi đâu cả. Con bé Hòa khóc nức nở van xin, khiến cho ông Khâm tuy là người ngoài cuộc nhưng ngồi lòng không cầm được nước mắt. Giờ này ông Vũ chưa từng Này giờ ông Vũ chưa từng đánh chửi con bé, cho nên ông không biết phải ngăn cản hay khuyên nhủ như thế nào cho phải. Thả ông Vũ lên cơn giận dữ đánh đuổi nó đi, ông còn có cơ hội. Con bé Thúy vẫn còn ngồi bên trong lòng thuyền giấm dứt khắp, nhưng ông Vũ đã đi ra ngồi xuống buồn bã rồi bảo: Ông về đi. Ông tính sao chứ? Có cần tôi giúp gì không? Ông Vũ đưa mắt nhìn vào bên trong, con bé Thúy vẫn còn giấm dứt khắp. Ông khẽ lắc đầu: Còn dại cái mang, thử ngủ dại cho nên tôi chịu trách nhiệm. Ông ngước mắt lên trời than để hai dòng nước mắt đã trả rơi xuống. Thằng Quốc, bà Giang phải có trách nhiệm với việc con cái của bà ấy làm. Chúng nó không thể nhắm mắt làm ngơ phủi tay nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ông và con bé Thúy ở lại khúc sông này không phải chạy trốn đi đâu cả, đó không phải là cách. Hai cha con của ông Vũ im lặng nhìn ông Khâm gật đầu tin tưởng. Chăm sự cha con tôi cậy nhờ cả vào anh. Ông Khâm nhảy lên bờ đứng nhìn con thuyền nan chồng chành sóng nước. Khánh ngồi bên cũng cảm thấy bồi ngồi thương cảm. Chú có nói chuyện đó với mẹ con thằng Quốc không? Có chứ sao không? Có điều chú ước giá như là chú đừng nói. Chú đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ hai mẹ con nó, đến giờ cảm giác vẫn còn nguyên khi mà người ta đụng đến. Ông đưa mắt nhìn sang Khánh là một nụ cười buồn bã lắc đầu. Sống như thế người ta không biến thành ma thành quỷ lôi đi thì quả là đáng tiếc. Khánh im lặng chờ đợi. Tôi cứ tưởng chú làm mình làm mày sẽ không bao giờ bước sang ngôi nhà này nữa chứ. Bà Giang xoa xoa mắng ông Khâm khi ông vừa đặt đít ngồi xuống ghế, cuối cùng từ trong nhà đi xa. Nếu chú muốn đi làm ngay sáng ngày mai bắt đầu mọi việc như cũ, không. Ông Khâm trả lời vô cùng dứt khoát, khiến cả hai mẹ con Quốc vô cùng ngạc nhiên. Tôi sang đây không phải để xin việc. Dạ vậy. Quốc gật đầu, nó ngồi xuống ghế. Nếu vậy có chuyện gì chú nói đi. Mà khoan, nếu chú định nói về cha con ông Vũ thì dẹp đi. Cháu nghĩ cái chuyện này không liên quan gì đến chú và cả cháu. Không phải việc của mình để có dính vào là tốt nhất. Quốc đưa tay lên đầu ngăn lại. Còn bé nó mang thai con của mày, về mà mày nói không có liên quan. Mày ăn nói nó vô trách nhiệm vừa thôi. Sao chú biết con Thúy nó mang thai con tôi mà không phải con của chú? Chú có biết cái thuyền trải như thế nào không? Con bé nó đang tuổi xuân thì phơi phới như vậy, thằng đàn ông nào nhìn thấy mà không động lòng? Lại có hai cha con trên chiếc thuyền nan bé tẹo. Gã nói rồi nhếch miệng cười. Chả biết có khi lại... Ông Khâm lúc này giận dữ đến run người, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nghe gã nói hít câu. Khốn nạn, những thứ bị ổi đê tiện như vậy mày cũng nghĩ ra được hả? Ông đứng dậy xô đến túm lấy cổ áo của Quốc, đấm thẳng vào mặt của gã, khiến cho gã ngã lăn dưới sàn nhà cố gượng dậy. Bà Giang lúc này vội xô ra. Ông Bến, cút ngay khỏi nhà tôi. Trời có mắt đấy, ăn ở thất đức như vậy mẹ con của bà sớm nhận quả báo thôi, không có tránh được đâu. Ông Khâm xốc lại cổ áo giận dữ đi xa. Không biết cái thằng con lão thuyền trải cho lão ăn bùa mê thuốc lú gì, khiến lão ấy điên rồi, điên thật rồi. Bà Giang cúi xuống đỡ gã dậy, vết máu vẫn còn vương lại trên môi, gã phỉ nhổ ra giữa nhà. Nếu không nghĩ đến tình nghĩa bao năm giữa tôi với ông, hôm nay ông không toàn mạng bước ra khỏi đây được đâu. Khi bóng dáng của ông Khâm ra đến ngoài đường, bà Giang mới quay lại hỏi. Mày với con bé Thi có chuyện rồi đúng không? Quốc im lặng gián tiếp xác nhận. Bây giờ mày tính sao với nó? Kệ đi, không có tính chăng tính sao gì cả. Để mai con ra nói chuyện với nó. Cái thai đó của con cũng được, của ai cũng được. Con cho nó vài triệu bảo phá đi. Cuộc đời con còn dài lắm, không thể bồng bột nhất thời để tuổi trẻ gánh cả cuộc đời sau này. Bà Giang trầm ngâm nhìn lên bàn thờ của chồng, khép buông tiếng thở dài. Mày làm sao cho cái chuyện này nó im đi thì càng tốt, chứ bung bét lên không còn mặt mũi nào sống ở cái làng này đâu. Từ giờ trở đi mày bớt lăng nhăng, ba cái chuyện đấy không hay ho gì đâu, khéo rồi mang họa đấy con. Quốc im lặng chẳng biết trong đầu của gã đang suy tính điều gì. Con bé Thúy nó cự tuyệt không có đồng ý phá thai trong bụng, nó càng ngày càng lùm lùm hơn. Từ hôm ấy thằng Quốc cũng ít lai vãng xuống dòng sông. Nó có ra thì cũng chỉ là ngồi trong nhà điều hành. Người ta bảo nó sợ,
sợ giáp mặt cha con cổng vô cũng chẳng vào làng bắt vả. Nếu đã mang tiếng là con hoang thì con ai cũng thế, có khác gì nhau. Lúc ấy chú cũng không biết con bé Thúy, ông Vũ và thằng Quốc nói với nhau những gì. Nhưng mà từ đó quả thật là hai đứa nó rất tỉnh, không có đi lại như trước. Ông Khâm đưa ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm rồi nói. Dòng sông xuân hè thu rồi lại đông mùa lũ lên. Nước sông cạn khô để trơ lại những cái bãi cát bồi ven sông. Cá tôm không còn sẵn như xưa, nó giống như là nguồn sữa cạn dần. Cuộc sống trên thuyền của hai cha con trước đây vốn khó khăn lại càng khó. Con bé Thúy phụ thuộc tất cả vào cha. Khi bụng con bé càng ngày càng to, con bé vào làng ngày một ít đi. Ông Khâm tiếp tục buông tiếng thở dài. Rồi thằng Quốc rục dịch cái con bé thơm ở làng bên. Khi cái Thúy chưa vượt mặn chắc đến ngày sinh, chú hay đảo ra bến sông xem tình hình hai cha con như thế nào. Nhưng không mấy khi gặp con thuyền nan đậu lại. Cá tôm đánh mãi khúc sông ấy cũng hết. Cháu nghĩ xem họ còn thứ gì để neo đậu ở đây. Khánh gật đầu vẫn còn chăm chú lắng nghe. Xuân hạ thu rồi đến đông. Chú nghĩ đó là khoảng thời gian con bé Thúy sinh. Chú cũng cầu mong cho hai mẹ con nó mẹ tròn con vuông. Cho dù ở đâu thì mẹ con ông cháu cũng được bình an. Đôi mắt của ông mọng nước trầm ngâm nhìn ra ngoài hiên, giọng của ông bồi hồi. Nhưng rồi cũng có cái chuyện chẳng lành xảy ra. Chứ không nhớ rõ đi mấy là đêm đầu hay là đêm giữa đông. Thế nhưng mà gió rất rét. Ông nằm trên giường trong buồng ngồi dậy, quay sang vợ đập vào vai. Ở bên ngoài gió mùa đông thổi từng cơn lạnh giá. Bà có nghe thấy gì không? Bà Khâm vẫn còn ngái ngủ quay sang chồng hỏi. Thế gì là thế gì? Tôi chả nghe thấy gì cả, ông thấy gì sao? Ông Khâm cau mày cố hết sức để có thể lắng nghe những tiếng hòa vào trong tiếng gió thổi đến. Tôi nghe như là tiếng trẻ con khóc đấy bà. Ở phía cổng của nhà bà Giang vọng ra, nghe lúc được lúc mất. Bà Khâm vấn tóc ngồi dậy. À đúng rồi, giống thật nhưng chắc không phải đâu. Chắc là con mèo cái ở bên nhà bà Giang nó động được đấy. Làm gì có đứa trẻ con nào khóc vào giờ này. Ông xem mấy giờ rồi? Ông Khâm với tay lấy chiếc điện thoại đen trắng. 2 giờ sáng. Bà Khâm lại chép miệng. Đấy, thôi đừng có nghĩ ngợi nữa. Giờ ông nghĩ xem 2 giờ sáng buồn đông thế này, ai mang trẻ con ra giữa trời. Nghĩ đến nhà bà Giang là thấy lộn ruột rồi. Giờ ông mà ra làng vàng trước cổng nó nhà nửa đêm nửa hôm đó, nó tưởng trộm ra nó gô cổ vào đấy. Ngủ đi. Bà Khâm giục chồng liên tục, tiện tay kéo ông nằm xuống. Bà Khâm chép miệng rồi nằm xuống. Tiếng kêu như là tiếng mèo kêu trong đêm cứ nhỏ dần rồi đến lúc im bặt. Ông lúc này cũng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ không được lâu thì ông bị chính vợ của mình đánh thức. Ông ơi dậy mau. Gì vậy? Gì mà bà như cháy nhà thế? Ông có nhớ tiếng trẻ con ông bảo là tiếng trẻ con khóc lúc nửa đêm về sáng không? Sao? Ông Khâm ngơ ngác còn giọng của bà Khâm run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Đứa trẻ chết rồi, đứa nào? Cái đứa trẻ đêm qua mà tôi bảo ông là tiếng mèo động được ở bên cổng của bà Giang đấy. Ông vội vàng chạy ra cửa quên mặc quần áo lạnh. Bà Khâm cầm trên tay chiếc áo phao vội chạy mang theo nắm tay của chồng. Ông này, nếu có biết điều gì thì đừng có lên tiếng. Phúc hay họa cũng kệ nhà bà ấy. Họ tự làm tự gánh ông nha. Mình không có liên quan, có muốn thì cũng không cản được đâu. Tôi biết rồi, bà không phải lo. Nói xong rồi ông khoác vội chiếc áo lạnh trên tay của vợ, đi thẳng tới đám người đang súng đông súng đỏ trước cổng nhà Quốc khi mà trời vẫn còn tờ mờ tối. Con trai nó chết rồi, thật tội nghiệp. Tiếng của người đàn bà vọng ra gây lên nhiều sự ám ảnh về sau. Ông Khâm cố chen chân vào đến khi nhìn thấy đứa bé toàn thân tím liệm như mận chín. Lạnh ngắt bọc trong tấm chăn mỏng đặt ở dưới chân cánh cổng sắt. Còn ai đây? Sao nó ác vậy chứ? Đến người lớn đêm hôm ra ngoài trúng gió còn chết, huống chi trẻ con sơ sinh nằm giữa đêm đông rét buốt như thế này. Hết tính người, mất hết cả tính người. Ánh mắt lại đổ dồn vào hai mẹ con của gã, như là nhìn vào hai tội đồ đang chờ ngành nghỉnh. Về đi, ông bà về đi, có việc gì mà ngó. Một bắt đầu chống nảnh ngang hông rồi chửi đầm. Cha sư bố cái đứa nào chứ, mang cái của nợ này đến vứt trước cổng của nhà bà. Bà Khâm kéo chồng khi ông vẫn còn chăm chăm nhìn xuống đứa trẻ tím xịn. Về, về đi ông,
Đứng đây làm gì nghe bà ta chửi. Việc nhà bà ấy tự lo. Nhưng mà... Kể cho ông còn ngoái lại nhìn, nhưng bà Khâm cứ cố kéo về. Hình ảnh Hải Nhi mờ dịt trong xương. Giờ đây chỉ còn nghe tiếng của bộ quát lên. Mày còn ngồi đó làm gì? Ra chợ mua cái quách đem chôn nó đi. Đúng là nghiệp chướng mà. Hai vợ chồng ông Khâm vừa bước đến trước cổng, ông vội vàng khựng lại. Có việc gì đấy ông? Không, tôi phải ra sông. Bà Khâm liền chép miệng. Ông đi thì đi, thế nhưng cấm bén mảng sang nhà thằng Quốc. Ông im lặng nhìn màn sương, một bóng đen vừa vụt qua. Ông đoán đó là thằng Quốc. Có lẽ nó lái xe đi mua quách cho đứa trẻ xấu số. Còn cái bóng đen đang chứng trước màn sương đó chính là con Mộ Giang. Ông ra sông làm gì? Ông Khâm không trả lời vợ. Bóng của ông dần biến mất trong màn sương sơi dày đặc. Từ ngày cãi nhau, ông không ra bãi cát của thằng Quốc mà thường gặp con thuyền nan của cha con Đồng Vũ. Trên bến người ta trầm dâu ngô cách chỗ thằng Quốc tầm 500 mét. Có lần gặp có lần không, chẳng mấy khi mà ông Vũ rời thuyền vào làng. Sáng tinh mơ ông ra sông ngồi chờ đợi chỉ là hú họa cầu may. Ông vội vã chạy ra bến sông để làm rõ những điều ông nghi ngờ. Khi nhìn thấy Hải Nhi trước cổng, ông đã nghi ngờ là con của con bé Thúy với thằng Quốc. Ông sợ con bé sinh và nó mang trả con, nhưng không dám vào rồi gây họa, hay là thằng Quốc đã lăng nhăng với đứa khác. Hoặc có chăng đó chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Ông không dám khẳng định chắc chắn Hải Nhi trước cổng là con của Thúy. Dòng sông từ sáng tinh mơ bốc lên một làn khói mờ mịt. Thúy! Thúy! Sao cháu lại ở đây? Bố cháu đâu? Ông cất tiếng gọi khi bóng dáng của con Thúy đang bước về dòng sông nhạt nhòa trong sương sớm. Nó dừng lại trong màn sương, gương mặt buồn bã nhìn ông trong im lặng. Thi thoảng có cơn gió mùa đông rét căm căm, cắt da cắt thịt nổi đến. Ông không biết nó có nghe thấy tiếng gọi hay biết ông đang ngồi ở đây chờ đợi chiếc thuyền nan của bố nó ghé qua hay không. Thế nhưng cái bóng của nó vô hồn bước về mặt nước. Mặc kệ, ông cố chạy theo dọc bờ bến gào tin con bé trong vô vọng. Cả thân hình của nó chìm dần rồi tan biến xuống dòng sông. Ông hụt hẫng khi nhìn xuống mặt sông tĩnh lặng như tờ, không một gợn sóng. Không lẽ những hình ảnh ông vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh? Ông không ngồi lặng đi đến khi mặt nắng lên. Màn sương trên sông dần tan biến, nhưng chiếc thuyền nan ông chờ đợi của cha con ông thuyền trài đã mất hút trong vô vọng. Đợi đến nửa buổi ông đứng dậy trở về nhà. Hình ảnh của Thúy thả mình từ từ hòa vào dòng sông, cùng với những tiếng khóc của trẻ con nửa đêm về sáng, khiến ông không có đêm nào tròn giấc. Ông thực sự bị ám ảnh, mất ngủ vì hình ảnh của Thúy trên bến sông và Hải Nhi ở chiếc cầm. Người mẹ ấy đã bế con đến lặng lẽ bỏ đi trong đêm đông vắng lặng. Lâu rồi tôi không có gặp cha con ông. Ông đi đâu vậy? Tình hình mẹ con bé Thúy thế nào? Tôi có bảo bà nhà tôi ướm hỏi ít quần áo tã lót cũ cho mẹ con bé. Nếu cần thì tôi mang ra cho. Ông Khâm sốt sắng còn chưa kịp trả lời, ông Vũ đã hỏi lại. Lâu nay ông có thấy mẹ con Thúy còn lại vãng trong làng La Nguyên không? Không, tôi không thấy. Đứng từ trên bờ nhìn thẳng vào con thuyền nan tàn tạ chống hôi chống hoắc, không có ai, không có mẹ con Thúy, chỉ có mỗi ông Vũ đứng đối diện với ông. Mới có một thời gian ngắn không gặp, mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt đen sạm hốc hác già đi đến chục tuổi. Nó bỏ tôi, bỏ con thuyền, bỏ dòng sông lên bờ rồi. Ông nói chỉ trực khóc. Hai người đàn ông hai mái tóc hoa râm nhìn xuống con thuyền đậu vào bến. Suốt thời gian qua rong ruổi khắp nơi để tìm mẹ con nó. Người ta bảo... Ông ngập ngừng. Suốt cuộc có chuyện gì? Ông Vũ lúc này sụt sùi nói. Đến ngày nó gần sinh, nó muốn được lên bờ. Hai cha con gom góp lại còn có hơn triệu. Tôi bảo nó yên tâm ở lại. Còn tôi về thuyền bọn nhặt rồi mang lên. Khi mà tôi trở lại không thấy... Người ta bảo là nó đã sinh con trai và ôm đứa bé đi ngay trong đêm. Tôi sợ vì nó thiếu tiền mới phải làm vậy. Tôi không dám đi đâu. Cứ cắm thuyền quanh quẩn ở khúc sông ấy chờ đợi mẹ con của nó quay trở lại nhưng vô vọng. Ông khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi má sạm đen. Ông Khâm ngồi bên cũng khóc từ lúc nào không hay. Đến hôm nay tình cờ nghe người ta nói có một Hải Nhi bỏ lại trước cổng nhà thằng Quốc. Cho nên tôi chèo thuyền về đây.
Tôi biết chắc chắn ông là người rõ nhất. Ông Khâm gật đầu đáp. Đúng là bé trai. Thằng Quốc nó chôn cất ở nghĩa trang trong làng. Nếu cần tôi dẫn ông đến. Thế nhưng thực sự là tôi, cả dân làng La Nguyên rất lâu rồi không thấy con bé Thúy đâu cả. Ông Vũ im lặng mãi một lúc sau ông mới lên tiếng. Tôi lo cho con bé quá ông ạ. Chẳng biết nó sống chết thế nào. Một lát nữa ông đưa tôi lên mộ thắp cho nó nén nhang cho nó bớt lạnh. Tội nghiệp dù sao thì cũng là một con người. Ông Khâm im lặng gật đầu. Hai người đàn ông đứng trước một nụ đất nhỏ như cái mả đảo chuột. Không bia không mộ. Chẳng có di ảnh nếu không có vài cái chân nhang đỏ cắm vội. Không ai nghĩ đây là ngôi mộ của một con người. Đôi tay của ông Vũ run rẩy, đốt một bó hương cắm xuống vái bà vái. Đợi đến bó hương cháy dở ông Khâm mới hỏi. Ông tính sao những ngày sắp tới? Hay là chuyển lên bờ về nhà tôi tá túc một thời gian? Giờ công ty xí nghiệp của mình nhiều, mình đi làm bảo vệ cũng được. Ở dưới gầm trời này thiếu gì việc sinh sống. Việc gì phải trôi nổi mãi trên sông. Cảm ơn ý tốt của ông. Nhưng tôi phải ở đó để con bé Thúy nó trở về. Ông Khâm buông tiếng thở dài, khẽ lắc đầu trong thoang thoảng khói hương. Thấp thoáng hai cái bóng người đàn ông rời khỏi nghĩa địa. Kể từ ấy, hôm ấy ông Vũ vẫn sống một mình dưới con thuyền nan dưới sông. Chỉ có thi thoảng mới lên thắp hương cho ngôi mộ bé nhỏ kia. Còn con bé Thúy vẫn biệt tâm, không ai biết nó còn sống hay đã chết. Vài tháng sau khi mà thằng Quốc lấy con Thơm đến nay đã 5 năm vẫn không có con, không ai biết tại sao cả. Ông Khâm quay lại nhìn Khánh. Đó là tất cả những thứ mà chú biết. Bà Hải bà ấy trách con bé Thơm bạc bẽo, nhưng cháu bà ấy chị dâu bà ấy còn bạc bẽo tàn ác gấp tỷ lần. Chứ không tin vào những chuyện siêu nhiên huyễn hoặc, nhưng mà chú tin vào luật nhân quả. Chú giận thằng Quốc lắm, thế nhưng mà chuyện của nó nếu mà chú không sắn tay vào làm ai sẽ làm? Chả lẽ cứ để nó như vậy, sống bạc bẽo với nhau như vậy không đành giống với cháu vậy thôi. Ông Khâm thở dài. Chú có nghĩ con bé Thúy còn sống không? Chú nghĩ nó còn chết trước cả đứa trẻ. Con bé nó ôm con đến cổng trả cho thằng Quốc và đi xa bến sông tự tử. Tầm 2 tiếng sau đứa trẻ mới chết vì lạnh. Ông Vũ ông ấy biết nhưng mà ông ấy cố không tin con gái ông ấy đã chết. Bởi đó là nguồn sống duy nhất níu kéo ông ấy ở lại với con sông này. Cháu cũng nghĩ như chú buồn thật đấy. Mùa đông lạnh thế nhưng lòng người đã hóa thành sỏi đá từ lâu rồi. Khánh im lặng. Khánh ơi, Khánh! Có tiếng ở bên nhà gọi sang, Khánh vội vàng đứng dậy. Chắc là cô Hải gọi, cháu về bên nhà nhé chú. À. Khánh bước ra đến bên ngoài vội vàng quay lại. À chú, nếu chú có xuống thuyền chú Vũ, ghé qua nhà gọi cháu ra cổng nhé. Mình làm chút gì đó cay cay để quên hết đi những chuyện không vui. À, để chú ra chú gọi, phải xách thêm vài chai rượu gạo. Xong việc này phải uống để quên đi tất cả, phải xóa đi để sống tiếp. Khánh đút tay vào túi áo đi về bên nhà. Mưa bụi lất phất đám đầy trên mái tóc. Có cảm giác như mái đầu bị nhuộm bạc từ lâu. Lời của ông Khâm còn văng vẳng trong trí óc của anh. Mùa đông lạnh, nhưng lòng người đã hóa thành sỏi đá từ lâu. Khánh ngồi sau mũi thuyền trải nhóm bếp than hoa. Nơi xưa Thúy hay ngồi nhóm bếp. Ngoài trời mưa bụi lất phất rơi xuống trắng trời như tuyết. Hai ông già ngồi đầu thuyền đang ý ới chuyện trò, thủ lưới vớt lên những con cá mòi trắng bạt, giấy nguây nguẩy, nhưng chúng chết ngay khi vừa vớt lên khỏi mặt nước. Mọi khói lam thổi trên sông khiến cho đôi mắt lèm nhèm nước. Bất giác ngay ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn về bên kia bờ sông làng anh, làng La Nguyên. Anh giật mình nhìn thấy cô gái trồi từ dưới mặt sông trên mình vẫn còn ướt đẫm nước. Đứng nhìn về con thuyền nan trước khi quay mặt về hướng làng La Nguyên bước đến. Cô ta, Thúy. Giọng của anh lắp bắp run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía trước. Ông Khâm từ mũi thuyền quay lại, bắt gặp gương mặt tái xanh sợ hãi của Khánh. Ông cũng nhìn về phía nơi bến có bãi dâu xanh bên làng La Nguyên khẽ kêu lên. Con bé Thúy. Ông thầm thì không biết ông Vũ ngồi bên cạnh có nghe thấy không. Nhưng ông Vũ bình thản vứt cá. Để mặc cho hai gương mặt tái xanh sợ hãi ngồi trên chiếc thuyền nan giữ dòng. Uống đi ông, uống đi cháu. Cá tươi vớt từ dòng sông đứng than hoa. Uống với rượu gạo dưới mùa xuân thế này không có gì tuyệt bằng.
Có ông và cháu ra thế này đã lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy. Giờ trong lòng tôi không còn oán hận sân si gì nữa. Ba chiếc chén sành khét chạm vào nhau trước vì cá trên bếp than đỏ rực. Thơm phức nổ lách tách, ba người uống cạn chén rượu. Ông Phú khả lên một tiếng đưa mắt nhìn về bãi dâu xanh làng La Nguyên rồi bảo. Tôi biết con bé Thuy đã mất từ lâu, có khi còn mất trước khi nó mất. Thế nhưng mà ở khúc sông này tôi vẫn gặp nó từ làng La Nguyên đi ra đây và trở về làng nên mấy năm qua tôi quanh quẩn ở đây không có đi đâu cả. Bà chén rượu gạo lại rót đầy, ông Vũ đưa cho Khánh. Uống đi cháu. Chứ không phải là người làng La Nguyên, nhưng nếu cháu muốn nghe những chuyện lưu trai trên khúc sông này và chuyện của làng La Nguyên, cháu là người hiểu rõ hơn ai hết. Ở lại đây, ở lại làng chú kể cho mà nghe. Đừng có buồn bà xuôi ngược nữa. Dạ, cháu ở lại, không đi nữa. Anh đỡ lấy chén rượu gật đầu uống cạn. Con thuyền nan thả trôi tự do ra giữa dầm, giữa những hạt mưa xuân phơi phới bay giữa sông. Xuân hạ thu đông, bốn mùa tuần hoàn giống như vòng tuần hoàn của đất trời ngàn năm nay vẫn vậy. Cũng như dòng nước vẫn mãi miết trôi, hòa vào dòng sông lớn hơn để đổ về biển, len lỏi cả trong tâm trí, để rồi bao tháng năm xa quê, đêm nằm lại nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, thèm con cá mòi nướng trên than hoa, thèm cả tiếng gọi đỏ bên kia sông từ xa vọng lại. Trong mùi men rượu gạo đã ngà ngà say, giọng của ông Vũ chậm chậm hồi tưởng kể về những chuyện xưa cũ khi bắt đầu lập làng La Nguyên. Ngôi làng thật ra còn một nửa nằm bên kia đất Thái Bình. Những biến cố xảy đến con sông đã cắt đôi làng thành hai, rồi cách trở đò giang. Dân làng chỉ là mờ thấy mình thêm một thứ vô hình nào đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.